núi sông có ngày gặp gỡ, núi sông có thần tiên ma quái. Tương truyền, trong ghi chép của kỳ thư thượng cổ, vị vật chí có một vật tên là Sơn Thần. Vật này toàn thân đều là báu vật. Chỗ khiến người ta thèm muốn nhất là nguồn gốc sinh mệnh trên người đó. Dân gian đồn rằng, người có được nguồn gốc sinh mệnh của vật này có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh, tăng thêm tuổi thọ. Lời đồn càng lúc càng lan xa, vậy mà lại truyền tới tai đại công công Lưu Tịnh, quyền muôn ngợp trời trong thâm cung bấy giờ. Sau đó Lưu Tịnh lệnh cho nghĩa tử dưới quyền bắt đầu đi khắp thiên hạ, vượt muôn ngàn núi non để tìm kiếm tin tức của vật này. Từ đó, một hồi gió tanh mưa máu đã bắt đầu từ lời đồn ấy. Sơn Thần. Phượng Nhi, cha ơi! Phượng Nhi, con không sao chứ? Con không sao. Sơn Thần điểm danh. Đại ca, Quỳnh nói gì vậy? Cha, đây là rắn khổng lồ à? Là Sơn Thần. Quả nhiên truyền thuyết có thật. Cái gì mà truyền thuyết có thật? Ta hỏi người đó, từ hôm nay trở đi, bổn cung sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử thứ 9 của ta. Tìm được vật này, bổn cung nhất định sẽ tấu lên thánh thượng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ dưới một người, trên vạn người. Ta cũng mới gặp lần đầu. Từ thời thượng cổ tới nay, Sơn Thần tượng trưng cho phép đắc tối cao của một ngọn núi. Chỉ cần có nó, mọi thứ giữ trong núi đều sẽ bình an vô sự, mà chung sống hòa bình với con người dựa vào núi. Nhưng mà còn có một truyền thuyết khác. Phượng Nhi, đừng! Ta hỏi ngươi, truyền thuyết gì mà có thật? Trong kỳ thư thượng cổ, dị vật chí đã sớm có ghi chép, kể rằng nó sẽ nhận chủ kết duyên với người có duyên và bảo vệ người đó cho đến khi hết tuổi thọ. Đại ca! Phượng Nhi, mau quỳ xuống. Đa tạ Sơn Thần ngày nay đã cứu giúp, lại chọn chúng con trai ta làm người được bảo vệ. Núi sông có ngày gặp gỡ, ơn lớn không có gì đền đáp. Phượng Nhi, dập đầu đi. Nguồn gốc sinh mệnh của nó chính là viên tinh thạch trên đầu kia. Chuyến này, vật chúng ta cần lấy chính là nó. Lấy tinh thạch? Thế này làm sao mà lấy chứ? thay cho liên mạch ngươi. Lại dám quên quan trước mặt ta như vậy. Đừng tưởng có nghĩa phụ làm chỗ dựa cho ngươi. Trước mặt nghĩa phụ, ngươi chỉ là một con chó. Ngươi làm gì? Ai? Bị con súc sinh này phát hiện ra rồi. Làm sao đây? Không muốn chết thì câm miệng. Bây giờ đám người chúng ta vẫn chưa phải đối thủ của nó. Quay về rồi chờ ta suy tính kỹ hơn. Bắn cho ta. Bắn mạnh vào cho ta. Không được bắn. Nếu không bắn ta sẽ lấy cái đầu chó của các ngươi. Bắn chết nó. Ta chắn cho. Các người đi trước đi. Đừng. Bắn chết nó. Đồ ngu. Có biết người đang phá hỏng chuyện lớn của nghĩa phụ không? Con súc sinh này cũng chỉ thế mà thôi. Nó cũng sợ chết mà. Đại ca. Phương Nhi đừng sợ. Ở yên đây, chờ cha về. Đi. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Ta không xong rồi. Đệ mau đi đi. Mau dẫn Phượng Nhi đi đi. Muốn đi thì cùng đi. Đệ không nghe lời đại ca nữa sao? Mau đi đi. Đi đi. Đại ca. Đại ca. Dũng thúc, cha đâu? Phượng Nhi, đi với Dũng thúc trước đã. Cha. Cha. Dũng thúc, con muốn cha. Cha. Ngươi cũng không cần quá thương cảm. Ngươi cứu mạng con ta, tất nhiên ta phải giúp ngươi. Theo ta thấy, ngươi còn có tính người hơn cả những kẻ kia. Con người vốn nên chung sống hòa bình, chứ những thứ chưa rõ giống như ngươi. Ta cầu xin ngươi, lúc còn sống hãy bảo vệ dân chúng thôn Phục Hộ được bình an, không lạm sát người vô tội, để dân chúng vào núi không còn gặp tay bay dạ gió. Thế gian thật sự có vật này tồn tại, có thể cải tử hoàn sinh, tăng thêm tuổi thọ sao? Bẩm Thiên Tuế, đúng là như vậy. Ta tìm khắp muôn nghìn núi sông, cuối cùng gần đây đã biết chính xác nơi ẩn nấp của vật này. Tốt lắm. Tâm nguyện lớn nhất đời này của bổn cung cuối cùng cũng có manh mối rồi. Đúng là trời phù hộ ta. Từ hôm nay trở đi, bổn cung sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử thứ 9 của ta. Sau này làm việc, ngươi có thể lấy danh nghĩa của bổn cung. Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn làm quốc sư triều đình sao? Tìm được vật này, hoàn thành tâm nguyện của bổn cung, bổn cung nhất định sẽ tấu lên thánh thượng. Đến lúc đó, ngươi có thể ngồi ngang hàng với bổn cung, dưới một người, trên vạn người. Tạ ơn nghĩa phụ. Cho dù là núi đao biển lửa, ta nhất định sẽ lấy vật này về cho nghĩa phụ. Kính chúc nghĩa phụ phúc lớn ngang trời. Nghĩa phụ, nếu đã biết được địa điểm, vậy con cũng có thể câm miệng. Lần này ngươi đi cùng Liên Mạch, mọi chuyện đều phải nghe theo lệnh hắn. Nếu có sơ suất, bổn cung lột da người đấy. Con không dám. Thiên Tuế gọi ngươi. Dân. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, không hay rồi nghĩa phụ. Nghĩa phụ, Liên Mạch có ý đồ khác, lừa gạt nghĩa phụ rồi. Liên Mạch, ngươi giỏi lắm. Ngươi còn dám trở về sao? Còn chó nhà ngươi đúng là không sợ chết mà. Ta có gì mà không dám về? Nếu không phải ngươi tự ý ra lệnh, ta sớm đã hoàn thành tâm nguyện của nghĩa phụ đúng hạn rồi. Nói rằng ta một lòng một dạ làm việc cho nghĩa phụ. Chính ngươi có ý đồ khác. Ngươi và lũ người đó là một bọn. Nghĩa phụ, còn chính mắt nhìn thấy hắn và đứa con quan đó ở cùng nhau. Súc sinh này ghê gớm quá, làm ta hết cả hồn. Hay lắm, Liên Mạch. Ta bảo sao người cứ ngăn cản ta giết con súc sinh đó. Lần này bị ta nắm được điểm yếu rồi nhé. Cho người đối đầu với ta suốt này. Ngu ngốc, người phá hỏng việc mà nghĩa phụ dặn dò. Nếu không phải ta kịp thời cứu vãn, thì ngươi còn đứng ở đây được sao? Ngươi. Về chuyện đứa trẻ và con súc sinh kia, ta đã nói rõ với nghĩa phụ rồi. Ta tin nghĩa phụ cũng sẽ hiểu cách làm của ta. Nghĩa phụ, người đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Nghĩa phụ, câm miệng. Tiểu Ngũ Tử, ngươi biết rõ chuyện này vô cùng quan trọng với bổn cung. Trước khi xuất phát, bổn cung đã dặn ngươi thế nào? Nghĩa phụ. Tiểu Ngũ Tử, lên đây. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ, há miệng. Bổn cung tin ngươi, nhưng đừng để bổn cung đợi quá lâu. Dân, thưa nghĩa phụ, ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của nghĩa phụ. Năm sau. Lý Thúc, làm ăn thế nào rồi? Tốt cả. Nhị Thẩm, Nhị Thúc, Ngọc Nhi à, trùng hợp vậy, mua sắm à? Trương Di đi chợ à? Đi chợ về nhà nấu cơm đó. Tiền Dương gia là Dương Thúc, đến rồi à? Xem lần này con lại mang dược liệu quý giá gì cho Thúc nè. Hoàng kia, Hà Thủ Ô, Dương Thúc. Còn có cả Cỏ Thần, Linh Chi. Xem này, Nha đầu à, giá dược liệu bây giờ... Dương Thúc, số dược liệu này đều do con tốn bao công sức vất vả lên núi hái về đấy. Không nói gì khác, Thúc hãy xem vết thương do hái thuốc trên tay con. Thúc hãy thương xót cô gái yếu đuối này đi mà. Thôi thôi, nhà đầu tinh tranh này, ta sợ con rồi. Vậy chúng ta vẫn lấy giá lần trước. Nói thật, lần nào giao dịch với con, Dương Thúc cũng toàn là lỗ vốn. Đa tạ Dương Thúc, Thúc tốt nhất đó. Ta biết ngay là tiệm của Dương Thúc là tiệm có giá cả phải chăng nhất trong trấn này mà. Được rồi, mau quay về đi. Dương Thúc yên tâm, lần sau hái được dược liệu tốt, chắc chắn con vẫn sẽ đến chỗ Thúc. Đếm đi. Đúng rồi nha đầu, không các con, nhiều đời đều là thợ săn, cha con lại là thợ săn xuất sắc nhất. Ta không hiểu, cha con không truyền cho con mấy món nghề gia truyền à? Trên núi các con có nhiều chim thú như vậy, ngon săn bừa mấy con mang ra chợ bán cũng được nhiều hơn còn vất vả hái thuốc. Dương Thúc, cha con đã dạy con, nhưng là để con phòng thân khi lên núi hái thuốc, chứ chưa từng cho con săn bắt. Con đi trước đây Dương Thúc, Thúc yên tâm, lần sau con nhất định vẫn sẽ đến chỗ Thúc. Giải qua đây, lại xem thử đi. Rau xanh tươi mơn mởn đây. Lại xem thử đi. Cho vô một tí. Vẽ cái gì thế này? Ta cũng không biết nữa. Không phải huynh cũng biết vẽ sao? Đẹp hơn ông ta nhiều. Ông ta vẽ gì vậy? Xem bức tranh này đi. Bức tranh này thật sự là một lời khó nói hết. Không thể nhìn ra là thứ gì. Ngươi đã thấy bao giờ chưa? Vui thật đấy. Bức tranh này thú vị thật. Mọi người xem ông ta vẽ cái gì vậy? Không nhìn ra được. Quá hoàn hảo. Vẽ Sơn Thần xong rồi, mọi người nhìn xem, có phải sinh động như thật không? Không đẹp ư? Cháu bé cháu xem, đây là Sơn Thần hàng thật giá thật. Cả trấn này chỉ có lão phu từng may mắn nhìn thấy, nên tranh dưới ngòi bút của lão phu mới có thể giống đến 9 phần. Mọi người xem vẽ có đẹp không? Tranh đẹp thế này. Xem kìa, chẳng trách đây là Ngọc Nhi. Cô ấy là con gái nhà Dũng Thúc. Nếu cô ấy mà không vẽ được thì thật sự chẳng ai vẽ được đâu. Dũng Thúc ư? Dũng Thúc là ai? Ông ấy là một trong những thợ săn giỏi nhất trấn Phục Hổ. Vậy thì liên quan gì đến bức tranh này? 10 năm trước Dũng Thúc thật sự đã gặp được Sơn Thần. Vẽ đẹp quá. Sơn Thần. Tranh Ngọc Nhi vẽ mới là Sơn Thần. Tranh ông vẽ còn chẳng ra con rắn nữa. Đây mới là Sơn Thần. Đi thôi, về nhà ăn cơm thôi, đi thôi. Nào bạn nhỏ, tỷ tỷ tặng đệ này. Cảm ơn tỷ tỷ, đừng khách sáo. Cô nương, cô có thể vẽ thêm một bức cho lão phu không? Tuy lão phu không thể bỏ ra nhiều ngân lượng, Ngọc Nhi tỷ, nhưng quyển sách này, Ngọc Nhi tỷ, chúng ta mau về thôi. Trời tối, bệnh chân của Dũng Thúc sẽ trở nặng hơn. Được, đi. Thôi vậy, một quyển kỳ thư thượng cổ lại chẳng ai ngó ngàng. Đúng là thói đời ngày càng sa sút. Lão phu vẫn nên về kể chuyện của ta thôi. Quyền lệnh đại nhân, đại Dũng à, hôm nay ta đến là muốn hỏi một chuyện. Mời đại nhân nói. Có từng nghe nói chuyện trăn giữ hại người, ăn thịt người được truyền đi từ vùng này dạo gần đây không? Có nghe nói đôi chút. Ngươi thấy liệu chuyện này có liên quan đến Sơn Thần trong núi không? Chắc chắn là không rồi. Từ 10 năm trước, thôn bọn ta đã không có hộ săn nào lên núi săn bắt. Sơn Thần sẽ không làm sát hại người đâu. Ngươi cũng biết, quan phủ chưa bao giờ tin thuyết quỷ thần hại người. Ta thấy chắc chắn chuyện này có điều bất thường. Thế này đi, sáng mai ta lên núi một chuyến. Thế thì phiền ngươi rồi, có bất cứ tiến triển gì nhớ phải bẩm báo với bổn quan. Quyền lệnh đại nhân đi thông thả. Cha, quyền lệnh đại nhân đến đây làm gì vậy? Sao vậy cha? Từ từ thôi. Sư phụ. Đồ Nhi, lần này đi điều tra chuyện trăng dữ hại người sao rồi? Sau khi còn đến trấn, các thôn dân đều đang thảo luận về Sơn Thần núi Phục Hổ, chưa từng nghe nói về chuyện trăng dữ hại người. Con thấy liệu có phải lời đồn không? Im miệng. Trăng dữ là trăng dữ, làm gì có Sơn Thần nào. Phải trừ khử thứ tài vật này cho ta, nhưng không ai mất tích hay bị thương. Sắp có rồi. Cái gì? Không có gì. Lui xuống đi. Vâng. Sơn Thần cũng có thể xem là trăm năm khó gặp. Nó được lai từ Trăng Dương Đầu và Trăng Ngân Tuyến. Mà Trăng Dương Đầu lai với Trăng Ngân Tuyến gần như không thể sinh ra trứng. Dù sinh ra trứng thì trong 100.000 quả cũng khó nở ra một con rắn. Nhưng nếu đã nở ra thì chắc chắn trên thân con rắn này sẽ có rất nhiều điều quái dị, sẽ trở thành hổ thét trốn sơn lâm, bá chủ bảo vệ một phương. Vừa nãy ngươi cũng thấy rồi, con rắn này gần như hiểu tính người. Đây là chuyện ghê gớm như nào. Trong kỳ thư thượng cổ dị vật chí đã sớm có ghi chép, kể rằng nó sẽ nhận chủ kết duyên với người có duyên và bảo vệ người đó cho đến khi hết tuổi thọ. Hôm nay ta may mắn được tận mắt chứng kiến truyền thuyết này. Đúng là không uổng kiếp này. Ý ngươi là vừa nãy nó đã chọn đứa bé kia ư? Ngươi xem, ngươi xem, sao trên người nó có nhiều vòng rắn thế? Đấy là tuổi của nó. Ta chỉ nghe nói cây có dòng tuổi, chưa từng nghe nói súc sinh cũng có dòng tuổi. 1, 2, 3, 4, 5. Tận 23 dòng tuổi. Điều đây mới đến một nửa cơ thể nó. Ta chỉ nghe nói tuổi thọ của mãng xà bình thường tầm hơn 20 năm là cao nhất. Còn súc sinh này lại nhiều hơn một nửa. Đây là Sơn Thần trăm năm khó gặp. Đợi đến khi dòng trắng trên người nó lan đến đuôi rắn thì chắc cũng là cực hạn của nó rồi. Một con súc sinh cũng có nhiều năm tuổi thọ như vậy. Ông trời, bất công thật đấy. Ngươi trông đợi tình nhóc đấy có thể làm được thật ư? Nghĩa phụ, con đã kiểm chứng nhiều lần, chỉ có nó mới làm được chuyện này. Chỉ cần con châm thêm một mồi lửa là có thể lấy lại thứ nghĩa phụ cần. Một con súc sinh mà ngươi bảo bổn cung đợi gần 10 năm, nhiều lần thất bại, tổn thất cả trăm thân tín của ta, mượn danh nghĩa của bổn cung làm đủ mọi chuyện độc ác. Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta ư? Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ngươi còn nhớ tiểu ngũ tử năm xưa không? Há miệng. Nghĩa phụ, ngươi yên tâm, Bổn cung không muốn giết ngươi, nhưng ngươi khiến bổn cung đợi quá lâu rồi. Bổn cung phải cho ngươi một phần thưởng mới yên tâm. Nghĩa Phụng. Bổn cung không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì, giết bao nhiêu người. Bổn cung cho ngươi một thời hạn cuối cùng. Từ bây giờ đến mai, sống hay chết phải xem ngươi làm thế nào. Dân Nghĩa Phụ. Cha, đây, rửa chân đi. Từ từ thôi, để con. Cha, dạo này đắp thuốc cha thấy sao? Vết thương ở chân có đỡ không? Bài dị Ngô Đại Thu. Đi nào. Sắp đến rồi. Chân ta. Chủng thúc. Chủng thúc, không sao chứ? Thả ta ra. Ta chỉ cần nó. Phượng Nhi, Dũng Thúc. Phượng Nhi, Dũng Thúc. Ngươi thả ta ra. Phượng Nhi, Phượng Nhi. Cha, cha, cha. Nhiệt độ nước thế nào? Cũng được. Được rồi cha. Nào, đặt chân lên giường. Cha, có phải cha lại nhớ về chuyện hồi trước không? Nếu bây giờ Phượng Nhi còn sống, chắc chắn hai con sẽ là một đôi trai tài gái sắc. Ta có lỗi với lời dặn trước khi chết của đại ca, thế mà lại sống tạm bợ đến bây giờ. Cha, cha cũng đừng tự trách quá. Cha đã cố gắng hết sức rồi. Cha cũng nói rồi, Phượng ca ca là người kết duyên với Sơn Thần, 100 năm khó gặp. Con tin người tốt sẽ được trợ giúp thôi. Hôm nay huyện lệnh đại nhân tới, nói đến chuyện trăng dữ hại người. Ngày mai, ta vào núi một chuyến, điều tra rõ ràng. Cha, chân cha không tiện, mà để con đi cho. Ta sợ con gặp nguy hiểm. Không sao đâu cha, con đã vào núi phục hổ bao nhiêu lần rồi. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Vả lại, công phu của con là cha dạy mà. Cha còn gì không yên tâm nữa. Nếu bây giờ Phượng Nhi còn sống, chắc chắn hai con sẽ là một đôi trai tài gái sắc. Cô nương, cô có thể không còn sớm nữa, chúng ta đi mau lên. Đúng, nhanh lên. Đại thúc, thúc có nghe chuyện Trăng Dữ hại người tối qua không? Không biết. Đại ca, huynh có nghe chuyện Trăng Dữ hại người tối qua không? Không biết. Hay gì? Các vị có biết tối qua Trăng Dữ tấn công người ở đâu không? Đi dọc con đường này, vòng qua con sông kia, nhìn sang trái là đến. Đa tạ. Sao lại là cô? Ly Công, toàn bộ thợ săn đều nằm trong danh sách này. Bắt tất cả thợ săn có trong đây, lên núi hết. Rõ. Đi. Tại sao phải bắt họ? Chuyện Trăng Dữ tấn công người ngày càng nghiêm trọng. Họ là thợ săn trong thôn, chẳng lẽ không nên đứng ra phụ trách? Vào núi trừ hại với ta sao? Nhưng trong núi có Sơn Thần mà, thợ săn trong thôn kính sợ. Mười mấy năm nay họ không vào núi săn bắt rồi. Im miệng. Làm gì có Sơn Thần? Một con súc sinh sắp thành tinh thôi. Trương huyện lệnh, ngươi thân là quan phủ, lại nói năng hàm hồ chuyện quỷ thần tà ma. Nhưng mà họ vô tội mà. Đứng lại. Buông ra. Đừng đi. Tại sao lại bắt ta? Đứng dậy cho ta. Đừng đẩy ta. Đi. Đi. Ngươi làm gì thế? Đi mau lên. Đi. Ngươi làm gì đấy? Nhanh lên. Đừng bắt ta. Đi. Thả ta ra. Đi mau lên. Các ngươi làm gì đấy? Đừng đẩy ta. Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Thả ra. Các ngươi thả chàng ấy ra. Đừng đụng vào ta. Đi. Đừng lề mề. Đi. Đi mau. Đi mau. Thả chàng ấy ra. Các ngươi còn dương pháp không hả? Thả ra. Đi. Các ngươi làm gì đấy? Đừng đụng vào ta. Đi mau lên. Ta tự biết đi. Nhanh lên. Ta chỉ cần nó. Phượng Nhi. Phượng Nhi. Yêu nhân là ngươi. Dũng ca. Dũng ca. Thả ta ra. Thả ra. Thả ta ra. Dũng ca. Ngươi làm gì Phượng Nhi rồi? Hóa ra ngươi vẫn chưa chết. Đúng là mạng lớn. Phượng Nhi đâu? Phượng Nhi còn sống không? Yên tâm, tiểu súc sinh đó tạm thời vẫn còn sống. Ngươi sẽ được gặp nó ngay thôi. Nó còn nhận ta làm sư phụ rồi cơ. Chúng ta có thù oán gì với ngươi? Sao năm xưa ngươi lại giết đại ca ta? Bắt Phượng Nhi đi. Thật ra ta không có thù oán sâu đậm gì với các ngươi cả. Vậy ngươi nói nhiều thật. Dũng ca. Đại Dũng. Đại Dũng bình tĩnh lại. Dù ta chưa từng gặp Sơn Thần, nhưng ta tin lời cha ta nói. 10 năm trước, ông ấy quả thật từng gặp rồi. Vậy chuyện Trăng Dữ hại người thì sao? Ta không tin. Sao có thể là Sơn Thần hại người chứ? Nó vẫn luôn bảo vệ, thôn phục hộ chúng ta mà. Các thợ săn trong núi đã rất nhiều năm không săn bắt, chính là gì phải luôn kính sợ Sơn Thần, chung sống hòa bình với động vật. Sao có thể là Sơn Thần tấn công con người chứ? Nghĩ gì thế? Chuyện mà cô nói làm ta cứ thấy rất quen, cứ như ta đã từng nghe thấy rồi vậy. Chúng ta cùng đi tìm xem rốt cuộc là Trăng Dữ tấn công người hay là có kẻ cố tình gây chuyện. Được. Đừng đi. Ngươi đỡ ta đã chứ. Chờ ta với. Ngươi đi chậm thôi. Đi đi. Đi mau. Muốn bọn ta đối phó với Sơn Thần giúp các ngươi ư? Mơ đi. Bình an của thôn làng chúng ta đều nhờ Sơn Thần bảo vệ. Đám ác nhân các ngươi. Đừng hòng. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, nhị đệ. Không muốn chết thì im mồm. Huynh đệ, nhị đệ, huynh đệ, nhị đệ, huynh đệ. Đi mau. Ngươi làm sao thế? Ta nói với ngươi mà ngươi cứ lờ đi. Cha ta đã bảo với ta rồi, không thể nào là Sơn Thần tấn công con người đâu. Vậy ngươi cho ta biết, ngươi đã phát hiện vấn đề gì chưa? Ta không biết, tạm thời chưa có. Ngươi thông minh, đẹp trai như thế, ngươi cho ta biết, ngươi sẽ điều tra thế nào đi được không? Nói với ta đi mà. Ngươi đang nhìn gì thế? Chờ ta với. Gì thế? Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra gì chưa? Cô nhìn đi. Trên mặt đất không có dấu vết trăng lớn trườn qua. Mà tại hiện trường càng không có dấu vết đánh nhau hay tranh chấp. Sao ngươi nhìn rõ ràng được vậy? Khi điều tra vụ việc trăng khổng lồ tấn công con người, ta từng xem rất nhiều sách cổ ghi chép chi tiết về loài trắng. Chuẩn bị bài đầy đủ thật. Thì ra là một âm mưu. Đây là gì? Dụng dây thừng. Dụng dây thừng ư? Vậy thì là do con người làm rồi. Đúng thế. Tốt lắm. Không hổ là đồ đệ tốt của sư phụ. Điều tra rất chi tiết. Ngọc Nhi. Cha. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Đám độc ác các người rốt cuộc muốn làm gì? Ngũ Thúc, dừng tay. Ngươi lên núi tìm Trăng Dữ cùng bọn chúng đi. Mau. Ngũ Thúc. Sư phụ, sao người lại làm sát người vô tội? Chuyện đến nước này, ta cũng không rảnh mà giải thích với ngươi. Còn không mau đi làm. Chuyện ta giao cho ngươi đi. Con đã tra rõ ràng rồi. Không có chuyện Trăng Dữ ăn thịt người. Tất cả đều do con người làm. Đúng thế. Tất cả đều do ta tìm người làm. Chuyện đến nước này, ta cũng không giấu ngươi nữa. Tất cả đều là kế hoạch của ta. Mục đích là dùng ngươi dụ con súc sinh kia ra. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hoàn thành nghiệp lớn. Tại sao người lại làm chuyện độc ác đến thế? Bao năm qua, ta vẫn luôn thử nghiệm trên người ngươi, tổn thất biết bao mạng người. Ngay cả ta cũng suýt bị mất mạng. Chỉ để chờ tiểu súc sinh là ngươi mau mau trưởng thành, giúp ta cướp được bảo bối, dâng lên thiên tuế, ta mới có thể ngồi lên vị trí quốc sư. Xông lên! Giết! Quả nhiên là vậy. Thả ta ra! Phượng Nhi, là con ư? Phượng Nhi, Phượng ca ca, ngươi là Phượng ca ca? Đúng vậy, chỉ có Phượng Nhi mới không bị Sơn Thần tấn công. Khi đó, Sơn Thần đã chọn nó. Đại ca, huynh nhìn thấy chưa? Phượng Nhi vẫn còn sống. Cha! Tỉnh lại đi, cha. Cha. Cha ơi. Tỉnh lại đi, cha ơi. Chuyện gì thế? Sao bầu trời lại thay đổi rồi? Đây là... Trên đời có thứ này thật ư? Thả ta ra. Thì ra ngươi chính là đứa trẻ được Sơn Thần chọn. Tại sao? Súc sinh, nếu ngươi bước thêm một bước nữa thì tất cả mọi người, kể cả nó, đều phải chết. Phượng ca ca. Thả cô ấy ra. Xem ra ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi. Mau lên, gỡ viên tinh thạch trên đầu con súc sinh kia xuống, đưa cho sư phụ. Ngươi còn chẳng xứng làm người, càng đừng nói đến hai chữ sư phụ. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta sẽ không nói một câu hai lần đâu. Đừng. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Phượng đại ca. Đồ vô dụng, coi như ngươi vẫn còn chút tác dụng. Ném tinh thạch qua đây đi. Ngọc Nhi, buông ta ra, ta phải giết hắn. Ngọc Nhi bình tĩnh đi. Buông ta ra, Ngọc Nhi. Nghĩ lại đi. Loại người như hắn Tại sao chứ? Tại sao vẫn không có thay đổi gì? Chờ ta, Phượng ca ca, cẩn thận. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Súc sinh, hôm nay là ngày tận số của ngươi. Bổn cung nhất định sẽ trở thành người hoàn hảo đầu tiên từ xưa đến nay. Không ngờ đánh bậy đánh bạ mà thứ này lại có thể tôi luyện thể xác của bổn cung. Ngọc Nhi, cha. Ngọc Nhi, đứng dậy đi. Không. Ngọc Nhi. Cha chết rồi. Phải làm sao đây? Mộ cổ Ngô Đại Thu. Được rồi, truyền thuyết dân gian đến đây là hết rồi. Nhưng truyền thuyết về Sơn Thần thì vẫn đang tiếp tục. Dị vật chí. Hay lắm, hay lắm. Kể hay lắm, tuyệt quá. Kể hay thật đấy. Đến xem túi thơm đi. Cô nương, xem diều của ta đi. Ngọc Nhi, nhìn bên kia kìa. Mua cho bé một cái đi. Huynh nhìn cái này đi, thú vị quá. Đúng thế, chúng ta lên đằng trước xem đi. Được.